Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa. Đây là một cặp loa nó cho một chất âm điển hình của chất âm châu Âu. Đó chính là cặp loa BNS đến từ Vương quốc Hà Lan. Và anh em nào đang tìm cho mình một cặp loa hay thì đây là một cặp loa đáng để cho anh em lựa chọn. Và trước khi Việt Vinh giới thiệu kỹ về cặp loa BNS này, Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua các driver của cặp loa BNS đến từ Vương quốc Hà Lan. Đầu tiên thì chúng ta đi vào phần loa bát. Gân của nó là gân da lươn, màng của nó là màng sần. Đây, chúng ta nhìn củ loa của cặp loa này, của hãng BNS, thuộc tiếp CTF88, công suất 60W, trở kháng của nó là 8 ohm. Đây, chúng ta nhìn zin nguyên bản, anh em nhìn thấy chưa? Củ rất là gấu. Tiếp theo thì loa chép. Loa chép sử dụng chép của Na Uy. Chép của Na Uy, zin nguyên bản. Đây là chiếc loa chép của thùng loa bên phải. Cũng vậy. Đây là loa bát. Gần da lươn, gần zin anh em nhé. Đây là chiếc loa bát của thùng loa bên phải. Chúng ta nhìn sắt xi của nó 7 màu. Cổ của nó óng ánh 7 màu luôn. Zin nguyên bản. Quá chất đúng không ạ? Trong ngày hôm nay thì Việt Vinh bán cho anh em cặp loa này mức giá rất là rẻ. Một cặp loa đến từ châu Âu, rẻ hơn cả những cặp loa Nhật. Và những cặp loa Nhật thì không có cửa để so với cặp loa này. Quá là gấu luôn. Một cơ hội để chúng ta sở hữu được một cặp loa hay với một giá thành rất là tốt. Xung quanh thùng tất cả đều được làm bằng gỗ. Quá là đẹp đúng không ạ? Cặp loa này như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình, thiếu đầy đủ e căng. Đầy đủ e căng anh em nhé. E căng của chiếc loa bên trái và e căng của chiếc loa bên phải. Và xung quanh thùng của tất cả cặp loa này, anh em có thể nhìn qua, tất cả đều được lạng bằng gỗ. Xung quanh anh em nhé, tất cả đều được lạng bằng gỗ. Và anh em có thể nhìn qua, ở phía trên sử dụng một chép đôm, ở phía dưới sử dụng một bát 18 gân da lươn. Đấy, màng của nó màng sần anh em nhìn nhé. Và phía giữa này thì có một lỗ thông hơi. Ở bên này cũng vậy. Cặp loa này là một cặp loa mà cho một chất âm cực kỳ đẳng cấp. Với một số tiền mà anh em bỏ ra thì cặp loa này nó vượt xa cái số tiền mà anh em mua cặp loa này. Chiều cao của cặp loa đến từ Vương quốc Hà Lan có chiều cao là 39 cm. Chiều ngang của cặp loa này 24,5 cm. Và chiều sâu nếu mà tính đến mặt e căng là 22 cm. Còn đây là phần mặt sau của cặp loa BNS. Và cặp loa này có model là E125. Công suất của nó là 80W. Trở kháng của nó là 8 ohm. Độ nhạy của cặp loa này là 90 dB. Và đã được sản xuất tại Vương quốc Hà Lan. Thăm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương bên nhau, hai người hay ngã tranh sau hồi. Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đỏ, sương răng kính mơ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi, sao em không nói? Sao em cúi mặt em giận hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây.
Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa BNS và cặp loa này Việt Vinh thanh lý với giá chỉ có 3 triệu đồng, anh em nhanh tay sở hữu. Một cặp loa cho một chất âm cực kỳ tuyệt vời và với một giá thành như vậy thì anh em không cần phải suy nghĩ nữa. Một giá thành rất là tốt, một cơ hội để anh em sở hữu một cặp loa hay với một mức giá rất là rẻ. Và anh em nào yêu thích cặp này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một ngày nghỉ chủ nhật thật vui vẻ.